VPBank và Techcombank của Việt Nam đã xuất hiện trong một cái DApp của dự án Pi Network. Mình sẽ chỉ cho các bạn trong clip ngày hôm nay. Đây các bạn đang ở trong cái trình duyệt Pi. Các bạn vào mục Blockchain. Họ vào mục Blockchain, các bạn kéo xuống phía dưới. Vào source code ở trên GitHub. Các bạn sẽ đi tìm cho mình cái DApp, PApp, PApp ở đây. Click vào đây. Đó. Các bạn sẽ kéo xuống phía dưới. Kéo xuống phía dưới. Vào cái mục View All Reports Stories này. Đấy, các bạn kéo xuống dưới nữa đi. Bởi vì nó có quá nhiều nên nó sẽ ẩn đi. Các bạn vào mục Đo. Click vào mục Đo ở đây. Tiếp theo sau các bạn sẽ kéo xuống phía dưới. Các bạn sẽ nhìn xuống cái mục Contributor. Ở đây chúng ta sẽ có 3 người. Người đầu tiên Zia Kugan 1102, một nickname nào đấy. Cái gương mặt Kukalik đây thì các bạn sẽ thấy rất quen thuộc, đó chính là Nicolas rồi. Cái người thứ ba là Kosasin. Các bạn kích vào Kosasin ở đây. Đấy, các bạn đã thấy được một số những cái dòng mà giới thiệu về bản thân của Kosasin. Những cái thông tin này là thông tin của cái người đóng góp trên GitHub. Sau đó thì các bạn vào mục Repository này. Click vào đây. Các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn sẽ thấy Pi Nexus Autonomous Banking Network. Các bạn click vào đây. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy bạn ấn View All File ở đây đi. Các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là Bank Integration này. Các bạn kích vào đây. Các bạn nhìn thấy 5 ngày trước họ mới cập nhật. Đó, chúng ta kích vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm danh xem chúng ta sẽ biết được những cái ngân hàng nào mà các bạn thấy nổi tiếng và quen thuộc của chúng ta. ABSA Bank, cái này mình không biết. Agriculture Bank of China, ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc. Cái này thì mình ở bên Trung Quốc thì chịu rồi. Bank of American, ngân hàng này có lẽ là nổi tiếng này. Bank of China này. Bank Rakyat Indonesia. Barclay Bank, cái này hình như là của Anh hay là của nước nào đấy, khá nổi tiếng. Đây, các bạn sẽ kéo xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy các cái đại diện tên tuổi đến từ Việt Nam. VP Bank, rồi chắc cũng chỉ có mỗi ông Việt Nam có VP Bank thôi. Cập nhật vào tuần trước. Techcombank, đấy, cũng cập nhật từ tuần trước. Standard Bank này cũng là một ngân hàng nổi tiếng này. Đó, đó mình thấy có cả ngân hàng của Nigeria này. Nestbank chắc là của Hà Lan à? Cũng không rõ lắm. Đó, toàn là những gương mặt Kumin của Hàn Quốc đấy các bạn này. Đó, HSBC, úi rồi cái này thì Emirates tật, những cái chắc là của Ả Rập Xê Út hoặc là mấy anh em Trung Đông rồi. Ngân hàng của Đức này, Deutsche Bank này. Đó, khá là hay, thông tin này rất là thú vị. Cairo Bank này, Ai Cập này. Đó, đây là một thông tin mình nghĩ là rất là tích cực với các anh em đầu tư chúng ta, khi mà ngân hàng đã được tích hợp blockchain của một DApp, một cái PApp, thì chứng tỏ rằng là sẵn sàng có cái sự thanh khoản trong đồng pin network của chúng ta sau này. Thì anh em vững tin để đào pin để đào pi nhá. Đây một thông tin rất là tích cực. Thì anh em có thể tự check trên cái trình duyệt pi của mọi người để tự khẳng định được là chính tay chính mắt mình được nhìn thấy những cái thông tin này, chứ không phải là những thông tin mà chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể là nhiều người còn không tin, thì các bạn tự check đi, thử đi các bạn nhé.